Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bài truyền động lực mang tên Những kẻ phấn đấu, qua giọng đọc của Cao Thanh Danh và Minh Phương. Nếu như có một thứ bất kỳ trong cuộc sống mà hiện tại bạn không có, đó là con người thật và suy nghĩ của chính bạn. Khi mà tôi cần bạn làm điều gì, tức là tôi cần bạn tìm một lý do để mà tiếp tục. Và nếu bạn đã tìm được lý do thì tôi biết là bạn đã đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó, bởi vì bạn là một con người. Và mỗi người đều có một năng lực để vượt qua bất kỳ điều gì họ gặp phải. Nếu họ quyết định đối đầu với nó, vượt qua nó, thì mọi bi kịch và thử thách đó chỉ còn là sự tồn tại mạnh mẽ. Hãy nghe thật kỹ nhé. Bạn đang chạy trên con đường nhiều chướng ngại vật. Thực tế thì các chướng ngại vật đó sẽ đưa bạn đến một vị trí cao hơn, cũng giống như là bạn đang chống chọi với nỗi đau hay là đang đối đầu với thử thách. Bạn nói với tôi cuộc sống với bạn khó khăn như thế nào? Vậy thì bạn có biết rằng những khó khăn đó là tiền đề để mà bạn vươn lên một tầm cao mới hay không? Để mà trưởng thành, mỗi cá nhân phải sẵn sàng trở thành một thứ gì đó, phải thoải mái với nỗi sợ và thất bại. Chúng nên là bản thân của bạn và là thứ duy nhất xoay chuyển kim chỉ nam cho cuộc sống. Và điều khác biệt giữa một người chiến thắng và một kẻ bị lãng quên, đó là anh ta thể hiện rõ sự vô địch. Đó là thứ duy nhất anh ta bộc lộ mỗi ngày, tự cho mình cơ hội để tạo ra sự khác biệt. Bởi thành công sẽ không biết những thứ bạn phải trải qua như lạnh lẽo, sớm muộn hay mệt mỏi, mà chỉ cần bạn chứng minh. Vài người trong số bạn khi làm một thứ gì đó, bạn hành động như thể bạn sẽ có một cơ hội khác. Mỗi cơ hội đều là cuối cùng. Bạn không thể chỉ nói bạn muốn. Bạn không thể chỉ xem video và nói tôi muốn trở nên như vậy. Thật đáng yêu khi nói điều đó. Nhưng đến lúc hành động, khi mặt trời đã lên cao, bạn đã đọc hết cuốn sách, xem hết bộ phim, bạn đã có tất cả cơ hội. Đã đến lúc bạn phải săn mồi. Tất cả mọi người sẽ chọn việc nhẹ nhàng, nhưng nếu cuộc sống có dìm bạn xuống, tôi muốn bạn phải vực dậy và chứng minh rằng chúng hoàn toàn sai. Đôi lúc sẽ thất bại, tôi luôn sẵn sàng. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy chán nản, tôi luôn sẵn sàng. Mặc cho bất kỳ sự cản trở nào, tôi luôn sẵn sàng. Tôi luôn sẵn sàng và tôi luôn sẵn sàng. Mục tiêu của một thợ săn chân chính không phải là giải thưởng, mà là sự săn đuổi. Đó là mục đích sống của họ. Họ sống để săn đuổi cả đời. Hành trình đến với ước mơ của bạn luôn bắt đầu từ trong tư tưởng. Bài đọc của chúng ta đến đây là kết thúc. Rất vui vì sự quan tâm lắng nghe chú ý của các bạn. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong bài đọc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.